Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình đi sửa tủ lạnh cho cô cho thím Năm. Được cô Năm, thím Năm rước đi bằng xuồng. Im quá. Hai bên vừa nước không nè anh chị. Alo. Đó, vừa nước không nè không? Ừ. Quá gì vậy? Đưa cho chúng thì ra đập với nước một vậy hả? Nha. Wow, quỳnh bác quá trời luôn ha. Trái này đây đâu ai ăn hả cô? Chính ai đâu ăn. Ồ, quỳnh bác này anh chị, quá trời luôn. Đây giờ nước quá trời luôn nè. Ủa giờ nước lớn nó cao lên nè. Ây da, cái cầu giờ phải bước cái cầu qua cái cầu. Xuồng này lắc quá hả? Rồi xem qua cầu rồi. Xe là mình mua mình không được đem vô nhà hả cô? Gửi người ta. Gửi này với bà vợ của thằng trai ngoài này nè. Vậy là bà xui của cô ở ngoài chỗ giữ xe hả? Đó, chị ở nhà đó. Dạ. Nguyên một vườn mớp luôn. Mớp là chắc mớp rừng người ta trồng hay là của cô ạ, của gì? Chồng ạ. Gì hả? Rau muống hai bên thế nè, quá trời luôn. Wow, về nước. Hết sức về nước. Cảnh này giống trong phim quá. Đó, về nước nhóc hết em. Các bạn nào chưa có dịp về Vĩnh Long chơi á, chiêm ngưỡng mấy cái cảnh vùng quê dưới này nè. Đó, về nước nè. Vậy đang về nước quá trời luôn. Cái này mình trồng hay là tự nó mọc không? Wow, đất của ai? Đất của ai thì người đó được hưởng thôi ha. Cô bơi xuồng cũng đi. Miền Tây hình như là biết bơi xuồng. Bơi lội kia là số 1, nó về nước không. Quá trời. Cảnh vùng quê yên bình ghê luôn. Trên bờ nguyên con chó nó chạy theo. Khoái cái cảnh này. Đi sửa tủ lạnh mà đi xe bằng xe là xưa rồi. Bây giờ mình phải đi bằng xuồng. Ồ, về nước, cái nước ngập. Ủa, đi ra ngoài kia luôn hả cô? Nước chảy quá không? Bơi thấy nặng hả? Các bạn nào chưa có dịp về Vĩnh Long để trải nghiệm những cái chuyến đi chơi như thế này chắc cũng thú vị lắm. Vĩnh Long welcome các bạn. Chào đón các bạn. Dừa trái quá trời. À, chỗ này là cái cống. Ủa xe còn để đây cô, mình vô đây chở gần không? Đi chỗ đây nè. Trời ơi. Có một số nữ đang nhặt đồ. Wow, nước chảy. Hôm qua con có nghe nói nhưng mà đẹp quá. Đi mới đây rồi. Dạ. Sửa thì chỗ nào cũng đi hết nhưng mà lần đầu tiên đi vô cảnh xuồng này luôn. Đi tới đẳng có cái cầu rồi mọp xuống. Dạ. Cầu. Đi bờ bên đây là cái queo và đi thẳng xuống.
xe cộ mình đâu có vô được đường này các cô. Ôi trời, vừa nước luôn nè. Này của ta trồng hay không? Của ta trồng. Gì vậy? Đó nó con ong. Sẽ tu lạnh mà khoai mà đi xuồng. Cô bay xuồng cũng hay quá ha. Về nước không à? Về nước không ở đây dưới sông nè. Rồi ok lên được.